Vâng, xin chào mừng các trở lại với trang của xưa. Ngày nay lên ba kính cổ bọc vàng của Đức, của Anh và của Mỹ nhé. Trước vào kênh bác sẽ có like xem nhiều, là xem nhiều em sẽ có giá promo tốt. Và đây là mã số 01 nhé. Và cái số lượng lớn nó đi về rất là nhanh nhé. Và đây là con Aron Toxai 35 của Đức Quốc sát thập kỷ 50 nhé. Và xanh ngang xanh càng 35 nhé. Cái dòng bác mua về có tuổi sau thay mất cận lão viễn loạn nhé, được hết nhé. Và cái dòng mà em chia sẻ rất là nhanh đấy, vì là quá trình 25 năm em giới thiệu dòng kính cổ đồ cổ nhiều lắm này. Bác nào ở Hà Nội gần Hội có địa chỉ thì em xem kính cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ nhé, các bác tỉnh xa cũng hết sức yên tâm. Bằng cái phương tiện bưu điện ô tô ngay tàu hỏa phương tiện nhanh nhất anh gửi phương tiện đó, thời gian gửi 1-2 ngày, chuẩn 3-4 ngày. Ở cầu giữa nó có 1 trên 10 12 k, có thể ven thay rồi còn lại zin hết nhé. Và đây là cầu giữa nhé. Càng bên trái là 135 Ron Top Castro. Tiếp theo là càng phải nó có cái dấu cộng nhé. Và thông tin thông số rất là rõ ràng. An tâm vì yên tâm. Và cái ven thay rồi nhé. Đấy còn lại duy nhất nhé. Cái dòng là có tuổi bác là sau có thể thấy mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị nhé. Đó. Đây là mắt nâu tràng nhạt nhé. Bác là thích đeo nhạt thì đeo dòng này ạ. Và sang 35 nhé. Vâng, giá thì luôn luôn đưa ra giá tốt rồi, rất yên tâm. Và giá kênh là 4 triệu tư nhé, 4.400k nhé. Giá là 4 triệu tư nhé, 4.400k nhé. Giá là 4 triệu tư 4.400k nhé. À, về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản thì bao ship, bác nào chọn hình ship code thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200k được giá trị kính. Về thời gian thì hàng từ 1-2 ngày, chậm được 3-4 ngày. À, ship code là giao hàng thu tiền, là đặt cọc rồi giao hàng, rồi giao hàng thu tiền, rất là yên tâm, đấy ship code nhé. Và còn nếu bác nào chuyển khoản thì bao ship. Còn về thời gian bán hàng từ 8 giờ sáng 2-3 giờ, từ 8 giờ sáng cho đến 11 giờ tối và tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước tránh tình trạng đến là xuất quá thì em đi thẳng định định giá được cổ xưa. Bác điện thoại trước là em sẽ nhân tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu với tất cả về kính cổ đồ cổ. Đó là trong cái giá trị nhất bán số một cổ xưa lâu năm, thương hiệu 25 năm, một địa chỉ, một số loại gắn liền trên tường, ghim tường dễ nhìn dễ tìm dễ thấy nhé. Nguồn kính của đồ cổ bác nên chọn địa chỉ số điện thoại lâu năm và nên chọn con trai am hiểu về kính của đồ cổ, đấy là kinh nghiệm nhé. Và xong mã số 1 vì quá nhiều bác bị dính, nhưng bác bị dính 3-4 cái thì nhiều lắm, em chứng kiến em khi em đi thẩm định em nhìn thấy được nhiều bác bị dính, không chỉ riêng kính cổ đồ cổ hay đồ quần áo hàng hiệu nữa. Tiếp theo là mã số 02 nhé. Mã số 2 đây là cây Anga Sông Châu size 140 của Anh Quốc Sơn thập kỷ 1950 chuẩn áo nhất nhé. Bên em từ xưa đến bán nổi tiếng thương hiệu uy tín chuẩn áo nhất là Anh Đức Pháp Mỹ, rất an tâm về yên tâm. Còn đối tượng bán chuẩn áo 2 thì hay lập lên cái nick nên kêu lắm, ví dụ như là tổng kho châu Âu, tổng kho thế giới, đồ cổ châu đồ xưa thế giới để Vintage, nhưng mà địa chỉ thì là không có, hoặc có địa chỉ trung quốc cho con khóa nìm khó tìm, như thế là quá là rủi ro đấy. Thanh Xuân Hà Đông rồi nhiều lắm, rồi là Hồ Văn Quán, rồi là Hồ Lan Bá, Hồ Bãi Cát, Hồ Tuyền Quang, tất cả các địa chỉ xung quanh khu vực đấy là amateur. Bởi vì sao? Bởi vì địa chỉ cứ chung chung như thế rất là rủi ro đấy, mà thỉnh thoảng thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại cơ, rất là rủi ro luôn. Đây là em góc độ cảnh giác thôi chứ không phải lên hết cả đời đâu ạ. Vì các bác biết là có những người bác dính 4 cái kính thì bác biết là họ tốn bao tiền rồi, và còn chưa kể cái đồ cổ khác nữa. Ở cầu giữa cái này là có chữ là 12KGF nhé, Anga 12KGF nhé, và cũng khá mờ rồi đấy. Cầu giữa là Anga 12KGF, cái này vet hay rồi nhé, còn lại zin hết nhé, và thông tin thông số rất là rõ ràng đấy. Và tiếp theo là càng trái là frame Mary Eastling, càng phải là Anga 12KGF đi càng trái trước nhé. Frame Mary Eastling, càng phải là Anga 12KGF này, và rất là rõ ràng nhé. Và cái kính này nó có một điểm trừ nhất ở bên này là có 1-2 cái chấm ở đây, ở bên này đấy, 1-2 thế thôi, chấm kim nhé, đấy 1-2 cái chấm kim, nó không phải chấm to đâu nhé, rất là yên tâm. Ở chấm vàng chấm kim sợi chỉ đấy, đấy gọi chấm kim như bằng cái sợi chỉ đấy, rất là nhỏ đấy. Và giá cái này em đưa ra cực kỳ tốt ạ, còn lại trong tình trạng xuất sắc hết, không có lỗi gì nữa. Vâng, giá là 7 triệu mốt bình 100k nhé, giá là 7 triệu mốt bình 100k. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu như bên này, một địa chỉ số điện thoại, và nên chọn con trai am hiểu về tất cả những đồ cổ như đồ gốm sứ, đồ đồng, xe đạp cổ, xe máy cổ, đồ đèn dầu cổ. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì bác nếu mà chọn con gái thì rủi ro rất lớn, bởi vì nó thuê bán phần trăm, sau một thời gian nó bỏ trang bỏ kênh rượu với mình cũ, nó quá nhiều người bị rồi. Đấy. Xong mã số 02 nhá. Cái này em nói hơi nói đi nói lại, nhưng mà thật sự là các bác biết là có những người họ bị
rất thiệt hại rất nhiều về kinh tế, về những cái đồ rởm của giả, không chỉ kính đâu, ví dụ như đồng hồ đeo tay hay là nhẫn đấy, hoặc là nhiều đồ khác nữa. Em không muốn nói trên video, nói video mất thời gian thôi. Và mã số 03 nhé, đây là cái kinh nghiệm đấy. Và mã số 3 là cái cơn nhé, và là cái cơn nhé, đây là cơn chữ viên hoa hay gọi là chữ cho đời đầu nhé, thập kỷ từ 60 đến 70 nhé. Và con này sai năm 2 nhé, đoán bao nhiêu, con này một vài vị trí nó còn nguyên cái tiết đỉa rồi, bốn bốn vị trí ở chân cầu còn nguyên tiết đỉa. Và con này sai năm 2, chiều ngang 13,8 nhé. Và cơn chữ viên hoa hay gọi là chữ to thập kỷ từ 60 đến 70 nhé. Và còn mi xưa chuẩn ao nhất nhé. Và tất cả bán kính của đồ cổ là chuẩn ao nhất đó. Rất là an tâm, về an tâm đấy. Và bọc vàng sáng gương, gầm cầu dưới, giữa bao giờ nó có chữ AO 1 trên 10 12 kg chui ven benzin. Đó, cầu giữa nhá. Đấy, bây giờ tiếp theo hai càng nhé. Là 5 phần 2 AO Amen optical 1 trên 10 12 kg. Xuất sắc nhá. Và con này vàng hồng nhá. Và một vài vị trí kính lên tiết đỉa nhá. Và đó. À, cái gối một bên, gối bên phải này nó có một hai chấm, hai cái chấm nhá. Và nó là gối bên này nhá. Đấy, gối bên phải nhá, có hai cái chấm li ti nhá, chấm kim nhá. Đấy, đấy điểm trừ duy nhất thôi, còn lại xuất sắc nhá. Và rất là nhạy nhá. Và nguyên zin nhá, chui ve còn sáng trưng tổ quốc đấy. Và đấy, sáng trưng tổ quốc nhá. Đấy, chui ve sáng trưng tổ quốc nhá, nguyên zin nhá. Vâng, giá cái này là 14 triệu 9 nhá, 14.900k. Giá là 14 triệu 9, 14.900k. Giá là 14 triệu 9 nhá, cơn chữ viên hoa chữ to đời đầu thập kỷ 60 70 nhá. Vâng, giá 14 triệu 9 nhá. Vâng, đã xong mã số 03. Bây giờ đi sang mã số 4, cái dòng này em chia sẻ rất là nhanh nhá. Mã số 4 đây là em chia sẻ nhanh thôi. Đây là cái bộ Covid đa năng. Bộ đa năng này, bộ Covid này có giá là 300 nghìn nhá, gọi là 300k nhá. Vâng. Bộ Covid đa năng. Hai cái đầu này là gọi là hai khẩu nhá, còn bên này thì là bốn đầu lục lăng, ba đầu Covid, ba cạnh, ba đầu Covid bốn cạnh, để vặn mở đồng hồ, kính bút, nhẫn bật lửa, đồ điện tử, tivi, đầu dàn loa nhé, đồ âm thanh nhé, thì rất ok, bởi vì nó có các sai số là gì, các đầu này nó có đầu Covid nhỏ, đầu Covid to, thì rất hữu ích là bác có thể mở vặn được loại ốc rất là nhỏ, ốc hai cạnh nhỏ, ốc bốn cạnh nhỏ, rồi ốc lục lăng nhỏ, ốc sao, rất là hay ạ. Và mà giá chỉ có 300 nghìn thôi nhá. Và đã xong mã số 04 rồi nhá. Và rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Bác mua bán kính của đồ cổ thì không nên nhìn vào lượng đăng ký kênh theo dõi trang, bởi vì đăng ký kênh theo dõi trang có đối tượng là 1 năm, 2 năm, 3 năm, đã 10.000, 20.000, 30.000 đăng ký kênh, vì đối tượng thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like, để view, để được đăng ký kênh theo một cách chóng mặt chóng mặt. Kênh YouTube em triển khai 8 năm, bán tại nhà hàng Trinh 25 năm mới khoảng 4.000 đăng ký kênh, vì bên em là cách chia sẻ tự nhiên, chân tình chân thật và chia sẻ rất rõ ràng, không chỉ kính của đồ cổ, ngay cả mặt trái sổ như bộ là đa cấp chơi hình, đa cấp thực phẩm chức năng, tuần nhà thuốc, cửa hàng thuốc, các cửa hàng thuốc xung quanh bệnh viện đấy, nó tuồn vào đấy, rồi là nhiều lắm, rồi là bộ là sàn vàng chứng khoán forex, đây là hơi lan man tí thôi nhưng mà rất hữu ích, bởi vì có những bác mà nếu biết được này thì phòng tránh tránh được. Điện thoại mạo danh cực kỳ nguy hiểm, điện thoại mạo danh hầu như là tháng nào ở cái Việt Nam mình cũng phải có đến một vài người bị dính đấy, người trẻ tuổi có, người trung trung tuổi có, người già cũng có. Thế là cái điện thoại mạo danh nó là hệ lụy, bởi vì em phân tích chia sẻ điện thoại mạo danh rất nhiều video rồi, thì có một cái video kính cơn sai 57 em nói rất sâu về cái cách phòng chống và chống điện thoại mạo danh nào, thì các bác có thể xem và nghe lại cái video đấy để làm sao biết được, mình truyền đạt lại cho anh em con cháu ở nhà không bao giờ mắc bẫy điện thoại mạo danh. Bởi vì thật sự khi em lên video là rất nhiều bác bảo là cậu này vừa bán hàng này, có thể cậu vừa tuyên truyền cái này cũng rất là hay. Và nhưng có những bác kêu là hơi nhàm chán, vì cái đây em chỉ nói đoạn cuối thôi, thì bác nào xem đoạn đầu về kính là xong rồi, đoạn cuối thì nếu mà hiểu biết thì không cần. Và một lần nữa rất là cảm ơn bác nào yêu quý kênh của mình xưa, nếu đăng ký kênh và like xem, nếu đăng ký kênh sẽ bảo khi em bên video cái hệ thống YouTube sẽ gửi nhắn YouTube điện thoại luôn ngay cho nóng. Và xin chào tất cả các bạn.